Này mặc áo đỏ, đỏ dữ ta. Đỏ chót luôn. Chót luôn. Đỏ rực luôn. Đây bà nội ủa sao bánh xe còn nhiều vậy? Hồi nãy một cái 40 vô rồi. Ủa nay chậm sao bánh xe còn nhiều vậy? 7:30 hả? Rồi chào mọi người nha, đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. 2 ngày luôn. 3 ngày. 3 ngày. Ừ. Ăn gì bé Hà? Ăn nhiều Dạ bé Hà vô chợ mà bánh mì. Rồi, cảm ơn ông bà cô chú nha. Hẹn gặp lại ông bà cô chú. Bé. Sao còn bánh xèo nhiều vậy ta? 2 4 6 8 9 10 11 cái. Chào mọi người nha, hiện tại mình đang ở 21 Đông Bắc, Tân Nhất Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào chú Hà. Chào con. Con xin chào tất cả ông bà chú dùm nước ngoài nước để cho bánh xèo nhí của con. Ông bà ở trong nước chào con, ông bà ở ngoài nước cũng chào con luôn. Đó. Này có gì vui không? Dạ không, có bình thường. Bình thường. Sâu sâu. Nội này hơi bánh khách thế nào, nội là không có ra tay luôn ta. Màu đỏ là bánh xèo đặc biệt 40k, màu xanh là bánh xèo thường. Hôm nay rồi nhớ, hôm nay thấy rồi mà. Lâu rồi chứ không biết nha. Hôm nay thấy rồi. Mình không để ý. Mình không để ý cái gì đó. Bữa nay chú Việt về trễ bé Hà. Bữa nay chú Việt về trễ à? Chú Phương về lâu chưa? Chú Phương mới về chứ không có gì tới, chú Phương về luôn. Rồi hả? Là anh bây giờ là ra ngoài đứng rồi. Thẩm thơ luôn. Quá thẩm thơ. Hiếu này, Hiếu nhắn tin nè, mới nhắn tin luôn hả? Mới nhắn luôn. Không biết gì. Hả? Chuyện làm ăn của nó mình đâu biết. Quay hôm qua ngồi nghe tôi Lam nói chuyện à, hôm qua ghế đó hả? Không, kia chứ kia. Nhưng mà chỗ con
7 giờ hiện tại 7 rưỡi nha các bạn. Mấy cái anh? 2 cái đem về cho anh trai luôn. Hôm qua hồi nãy cô Tiên gọi điện thoại nói có ý kiến nè. Đặt cái gì chỗ đây nè, cho mà khởi ra luôn cái gì đó. Cái dù. Cái dù. Ừ. Cô Tiên nói đỡ đầu tư cái dù đó. Cái dù. Nếu mà đỡ chỗ đó thì nó chán nghèo ta. Với lại chỗ nó của người ta mà hả? À, được. Đúng không? Để cái đó... dù nó chán mà. Để vậy là thoáng rồi. Thoáng người ta đi đường. Ý là cô Tiên nói đỡ sao mà người ta quay đầu xe không nổ xe được luôn á. Quay dắt ra ngoài á. Vì chỗ này là bên kia là của người ta rồi, cũng hơi kẹt, đâu được. Tao không chơi cũng chịu. Cô Tiên nhắn tin mà mình chưa có hiểu ý lắm cho nên là nãy giờ em muốn nghe mà em chưa hiểu. Ý là có một ý là cô Tiên nói là muốn bố trí một cái dù chỗ này nè. Không, không được, không được. Cái dù nó chán chỗ, bây giờ là cái dù nó to đó chứ bộ. Thấy nếu mà để cái dù cho nó là mất mặt bằng mình. Mặt bằng mình để nó khó. Ê, mất xe ơi. Đồng chứ còn mấy cái ngày bình thường nóng quá rồi, nóng quá khó chịu. Và lúc mình đang quay rồi nè, bé Hà với Thiên Ba đi á, có khán giả vô comment nói bé Hà đi, bé Hà với Thiên Ba đi nhậu hả? Biết là đi nhậu luôn mà. Cầm lạnh. Không biết khán giả nào nghĩ sao vô comment. Ồ, rất tuyệt vời, cảm ơn anh chị nha. Đúng không? Nghĩ sao mà hai cô cháu rủ nhau đi nhậu hả? Mà chở thêm đứa nhỏ nữa, chở thêm mấy mèo. Mấy mèo bận luôn, sáng không đi học luôn. Sốt luôn. Sốt à? Thế mà nội rồi, bữa nay cũng yếu yếu xìu xìu rồi. Bữa nay em bệnh. Bệnh xèo anh chị ơi. Bệnh anh hả? Vô luôn anh chị ơi. Bệnh hả? Bệnh rồi, nhìn thấy là biết rồi. Thời tiết này à, thời tiết này khó chịu lắm. Nhìn là biết thấy mệt mệt mỏi mỏi rồi. Cái trương bệnh trước rồi bớt trước. Rồi xong luôn, kết thúc video luôn. Hả? Gì? Thấy mấy Hà đã đổ gì? Ồ. Phải bằng chủ nhà. Chủ nhà. Bên kia, bên kia. Oh. Hồi tối hai cô cháu đi nhậu mà được mấy lon. Lon có đi nhậu, chỉ ăn bệnh mấy mè chứ đi ăn ấm thôi. Không, có đi ăn, có đi ăn, có đi ăn. Trời ơi, khán giả là khán giả nhìn thấy rồi. Khán giả nhìn thấy rồi. Vậy là con nhỏ nhìn thấy rồi. Tưởng không nhìn thấy chứ. Thầy ông cái khán giả là chủ của quán ốc luôn á. Chủ quán ốc á. Không vô comment luôn, tao biết con á. Ôi, xin có Hà này. Thiệt mà. Thiệt. Thiệt. Người ta mới biết là hai cô cháu đi nhậu mà. Trời ơi, người ta mới vô comment chứ. Nếu mà không biết làm sao người ta comment. Tại
tại sao người ta không comment là đi hai cô cháu đi chơi, đi uống trà sữa hay là đi đâu? Anh ốc bươu hầm tiêu hả? Nhớ biết người ta comment cái món gì nữa kìa. Trời ơi. Ốc bươu hầm tiêu rồi móng tay xào tỏi rồi. Rồi sao? Bữa nay đi đâu đi? Bởi vậy cái mặt, hai mặt của cái việc mình nổi tiếng, nguy hiểm lắm. Thấy người ta comment tới 4 món mà. Giờ ốc tiêu, ốc bươu hầm tiêu, móng tay xào tỏi, rồi cái gì, sò lông nướng mỡ hành. Còn có món nào chưa? Còn có món nào hả? Rồi gì? Rồi ốc... ốc len sầu dừa. Không ăn mấy món đó đâu. Vô luôn anh trai ơi. Không, nhưng mà không có ăn mấy món đó. Cho món gì? Gửi cho ông bà thèm chơi. Bào ngư nướng của mày. Dữ dằn hơn. Được không? Không. Ồ, ông thôi dưới nước hả? Bí thư đồng bộ mà sao vậy? Không, để ông đặt tin. Hôm nay là nghe veo gì? Veo VOV mà đầy tự do nước ngoài nó nói mà ủa vậy hả? Trời ơi, bí thư đảng bộ gì lại vậy? Ôi, đảng bộ đâu? Hả? Đâu người nắm thông tin chứ? Thông tin dữ dằn không? Ông bà lại nói chúng ta đi dạo. Có mà. Đâu vậy? Đi ăn ốc hả bà? Rồi kể mấy món cho ông bà thèm chơi coi. Món gì nữa? Nghiêu hấp thái hả? À? Chua chua hả? Đúng rồi. Cây cây. Rồi gì nữa? Bột dĩa mì xào mực. Mì xào mực. Trời ơi, ăn dữ vậy? Ai con cháu mà nhậu dữ vậy? Trời ơi, cái gì vậy ta? Ê, cái này là chắc bị cái... quá ngon. À, mọi người thấy cái bột mới là thấy lấy bánh dễ hơn nè các bạn. Không, cái bột mới lấy bánh dễ hơn nè, không bị rách nè, nó xuất sắc. Hả? Bị rách nhưng mà nó bị rớt dính nhau. Ô, bánh xèo luôn. Vô luôn anh chị ơi. Hai cái ăn về cho chú luôn. Cái cô bán ốc á là fan của con á. Cô nhắn tin trong video mà. Chỉ có điều là cô nói mạnh hơn xíu là hai đứa đi nhậu mà. Thôi, mình điều tra hả anh, rồi bây giờ hỏi thử tiếng nữa nè. Nấu nhậu muốn gì, cái tùng khớp hay không? Nghi lắm. Nghe chủ quán comment nó là nhậu cá thùng luôn mà. No. Con chỉ uống nước suối Pepsi thôi. Đâu có nhậu đâu. Nít nồi nhậu gì đây? Nít nồi nhậu gì đây? Nít nồi nhậu gì đây? Đây đổ ba chảo nha. Ba chảo nha. Nặng à, coi nè, vi phạm nặng à, nặng như thế, vi phạm nặng lắm, nặng như sao? Vô luôn anh chị ơi, bò cháo thì bể kèo, ghê, bể kèo gì? Có kèo khác nữa hả? À!
Có kiểu khác nữa. Vi phạm những điều đảng viên không được làm quá trời nặng luôn. Không phải là lén, nhưng mà con có người hâm mộ. Người ta biết con, người ta biết con. Đúng không? Vậy đúng không? Rốt cuộc là nghĩa là rốt cuộc là khán giả comment đúng đúng không? Đúng rồi. Trời ơi. Là con có đi nhậu với đi ngáo rồi. Mà có nhậu thằng Tùng không? Không phải. Là tiếng muốn con đúng không? Trời ơi, anh em vô. Tiếng muốn thằng Tùng á. Vô. Vô cái quán nhậu đen ốc đúng không? Đúng rồi. Vô cái quán nhậu đen ốc. Như vậy là nhậu nha. Đừng nhậu à. Nồi nhậu gì đây? Nước chấm. Vô cái quán vô nhậu. Vô nhà luôn anh chị ơi. Vô quán nhậu đen ốc. Giờ anh chị phải ngồi đi ăn bánh xèo kìa. Gán cái vợ tinh ở sau lưng á. Cái này chưa? Nhậu thì mình nói nhậu thôi. Hôm nay ngày hôm qua Hà Anh bưu tiến với cô ba bỏ đi đâu đang làm bỏ đi đâu rốt cuộc là bị khán giả đi nhậu. Trời ơi. Nhưng mà con bé mèo nó có nhậu không? Đi chung mà không cho nó nhậu thì. Lát giờ mình đi nhậu là mình bịt khẩu trang lại mình nhậu. Còn không rồi, vô phần VIP nó nhậu. Không ai thấy hết. Vô luôn. Rồi. Cái 54 tuổi rồi. Giận quá các bạn ơi. Mình bé gái 13 tuổi đổ bánh xèo đi viện. Bé gái 12 tuổi cộng 1. Phường Tân Chánh Hiệp quận 12. Tại quán của bánh xèo nhí
13 giờ cho đến 23 giờ. Tưởng ca nhưng mà cái chú số điện thoại này là hả? Mai con bay vô ngủ luôn, ngủ ấy nữa. Ngủ luôn hả? Trời ơi. Bây giờ lập phe là vô ngủ rồi đi nhậu rồi để cho bà nội làm. No no. No no. Đi nhà ốc thôi. Không có đi nhà ốc. Chú đâu, chú không có trúng cái đó, chú này chú quay quay lại con. Chú không chú để ý đâu. Hả? Báo đi. Báo đi là sao? Không đủ xanh. Đổi rồi, đổi thêm cái nữa. Giờ này thấy hai cô cháu, hai cô cháu bí mật cái nha. Chuyện nhỏ nhỏ rồi ta. Bến cát lên thành phố. Bến cát lên thành phố. Đúng rồi, lên thành phố. Với cái thị xã Gò Công hả? Đây là cái áo đỏ nổi quá. Bữa nay có gì vui không? Không, thầy vui rồi. Có thầy vui, khách mình đang hơi dán nha các bạn. Không biết đây em có ông bà khách ruột bánh xèo của Hà Anh đi đâu hết rồi? Đi đâu hết rồi? Quán nhà bán đông không? Nhà bán đông hả? Đông chứ không đông. Nhà chạy không kịp luôn mà. Có con ốc con cả cái gian nè. Mà ra mà giống chung que à. Hả? Đúng rồi, đâu có chú Hà chú Long giống que à. Gì không có chú Hà chú Long mấy tới chú Long mấy tới 9 giờ mới về mà. Gì ta? Chú Hà 10 giờ. Đâu, chú quay hết một video cả một tiếng nữa sao mà. Bà nội đổ. Đổ 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 kịp luôn á. Hả? Đổi mày mất que. Cái clip đó chú Long chưa biên tập chưa đang. Chú đang rồi. Vô tắt vô mua 6 cái. 6 cái. Cái này là lửa hơi yếu nè. Nó xèo yếu nè. Anh mới đâu mà mất lạc. Còn 8 giờ tối rồi các bạn. Nhưng mà bột thì vẫn còn là nhiều. Bà nội nói bà nội đã đổi loại gạo hôm qua nó vàng hơn. Lên luôn. Đó tuyệt vời. Nhau.
và con tim đã vui trở lại và tình nên mình quay Bến Tre, mình rất là mong gặp lại hai vị khách đặc biệt. Một là vị khách mà ăn bánh xèo xong rồi nói chạy, nói là chú Hà trả tiền á. Rồi vị khách thứ hai biết ai không? Biết đó, không tới luôn. Biết ai? Biết. Đúng mà hai xin bánh xèo mà nói cho đúng không? Ừ. Thêm một người nữa. Thêm một người nữa. Rồi đó hả? Rồi. Chú khách ở Tức Xịt. À. Nhớ rồi. Không thấy luôn. Chú đang thắc mắc là cái chú mà hay cho bà nội hay cho bánh xèo á. Chú đi đâu? Không đâu. Không. Chú tôi mới thấy chú đi lang thang này nè. Mới đây hả? Mà mới đây hả? Mới đây hả? Chú không bán bánh xèo hả? Ờ, mẹ của chú bán. Để chú bỏ nhà. Chú bỏ nhà. Bánh xèo. Chú bỏ nhà đi hay là mẹ chú? Con biết là quên rồi. Quên. Chỉ biết là chú ha. Mẹ chú chỉ bán bánh xèo thôi. Bánh xèo mà chở qua cơm chay. Quay đầu á. Đủ xe. Sô-rum. Rồi, đổ cho chú Lâm, chú Hà, cái bánh xèo ăn chơi rồi về coi. Ít dầu nha. Ít dầu rồi. Chú Hà không dầu được không? Được, biết đổ không dầu mà không, đừng ảnh hưởng tới cái chảo. Ừ. Đừng là bị ảnh hưởng tới cái chảo đổ không được á. Ok, bo mẹ. Được phát. Rồi, cái súng đâu? Cái súng đâu, bữa bán nước? Cái súng đâu? Bắn lia lẹ luôn. Dạ hả? Đợi không kịp luôn. Trời ơi. Bắn cho mặt chú Hà. Vậy là không được rồi. Chưa đăng video đó. Video nó còn luôn, chưa có đăng. Ủa đâu ta? Nhiều quá, nó nhiều. Với lại còn một video con Trâm Anh á, nó làm tượng nữa, chưa có đăng luôn nè. Cái gì? Làm tượng. À nhớ rồi. Hay không? Không biết, máy con lên lầu mà. Cái kia yếu lửa này, nó xèo ít rồi. Đó, giòn cái đảo. Rồi, cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại bà cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em. Địa chỉ bánh xèo Nhí là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chính Hiệp, quận 12. Thời gian bán của bánh xèo là từ 13 giờ cho đến 22 giờ. Công viên Hoàng Mừng mới có WTS chưa đọc. Chỗ đó chưa đọc. Chứ hà. Thật là vui. Ủa ông nội bệnh không thuốc à? Bệnh cũng cảm giống như con à? Lây rồi. Lây á. Rồi, nó có con virus đó. Đó, bữa trước
nhất nhất chân là nghi là biết ra nhiều không good nói ông nội đừng ăn tôm nữa không bao giờ ăn tôm không có xèo lại tôm không mà hả nói là không có xèo chung tôm không mà chứ không mà cháu lòng có ăn cháu lòng không? Không ít ăn lắm mà đâu có mua đâu ăn tưởng sao đâu có gì để mà ăn đâu nhưng thường thường ngồi ăn gì thường là ở chị ăn cơm thôi cơm hả cơm canh cá này kia thôi đâu ở đâu ở đâu ở đây cô xe ăn cá thịt thì thường à hay là đứng đứng nhiều quá nó bị ấy nè sáng giờ nó đứng rồi đứng không biết có chuyện đứng hầu giờ chứ nó tích tụ hầu giờ chứ đâu 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 ít thịt thôi nha không dầu hả đúng rồi có dầu có xíu là nè đây ạ không cho anh rủ ăn bánh xèo mà bỏ gì hết đặt cùng thiêu thứ bữa nay ăn bánh xèo nó mà giờ nó bỏ đi mất rồi sếp giỏi đẹp hả gì vậy gì 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 rồi trả nhà ăn 100 thì chỉ 100 có mới nói mỗi bên này mà nhìn cái camera bên kia ông bà vô comment đi coi nói chỗ nào là mình phải nhìn thẳng chỗ đó là bữa ông bà biết là đang nói chuyện của ông bà đó xong rồi thôi tắt khỏi rồi đi để mất công lại hả chú Long chú Long chú Long chào con gái nha con gái hôm nay như thế nào mà thấy người tươi màu đỏ đây bên đây con rất là ổn con ổn rồi cũng rất là ổn rất là tươi nên chưa có xèo bánh xèo bánh thấy rất là đẹp à. Chào Long chào con gái chở chả vợ trước nước ngoài nước xe của bà nội con. Trời, đúng rồi đó, vừa mới chịu á. Con xe của bà nội con. Em đang ở bến xèo nhí nha. Nói, bà của chú nói đúng chủ tịch mới được. Giờ còn nhiều lắm các bạn. Nó đúng hơn là ở cái bến xèo của ông bà nội con, ba của con. À. Bà hả? Không mà bây giờ kêu bến xèo của con được rồi, bởi vì đổi tên rồi mà. Đổi chủ rồi. Đổi chủ rồi. Bánh xèo nhí kìa. Để bánh xèo nhí rồi. Thôi thôi cho lại đi. Bây giờ á thôi đổi qua tiếp. Giờ đổ qua một chảo nha. Giờ
xèo vô chỉ còn cái chảo à. Ẩm thơ lắm. Lý sao mà từ lúc đổ năm chảo. Ủa hai đứa nhỏ kia chạy đi nó đi đâu vậy nhỉ? Bốn chảo. Ông bà của chú ông số một chảo và bốn chảo. Rồi thứ một chảo là còn ba chảo. Ba chảo. Rồi thứ một chảo là còn hai chảo. Với hồi thứ một chảo là còn một chảo. Chảo. Nhưng mà hồi chiều giờ có cái giai đoạn nào đổ năm chảo không? Có. Hả? Lúc nào? Giờ cũng có thời điểm đông khá là 5-6 giờ. Nãy chú Lộc chưa có cũng hồi này ra cũng hồi đông. Hồi đó chiếc 3 mét là đủ rồi đó. Ok. Ok, ok. Ok, con gà đen. Ok, con gà đen. Rồi, mời mọi người đi ăn bánh xèo nhí nha. À, quên được để giờ cho anh về nó chào một cái con gái nữa. Cái nào cái gì đi đâu gì vậy có gì vậy chờ quá mà lỡ luôn. Đi 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 đi. Rồi cảm ơn mọi người nha, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Mọi người nhớ đăng ký kênh nha. Xem cái này nữa. Cái này nó tạm được không anh? Bánh xèo là của ai? Xèo của chú Hà. Ủa vậy hả? Để nữa ba giúp cháu cho em nó xèo. Rồi ok nha, cảm ơn các bạn nha. Bye bye, bye bye các bạn của chú nha. Hết mi rồi. Tất cả bạn của chú nha. Ừ, hết pin nha, bye bye nha. Ok, con gà đen. Rồi, mời mọi người đi ăn bánh xèo nhí nha. À, quên, để giờ cho anh về nó chào một cái con gái nữa. Cái nào, cái gì? Đi đâu gì vậy? Có gì vậy? Chờ quá mà lỡ luôn. Đi đi, vô. Cô để cho em nó vô. Ghê. Rồi cảm ơn mọi người nha, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Mọi người nhớ đăng ký kênh nha. Xem cái này nữa. Cái này nó tạm được không anh? Bánh xèo là của ai? Xèo của chú Hà. Ủa vậy hả? Để nữa ba giúp cháu cho em nó xèo. Rồi ok nha, cảm ơn các bạn nha. Bye bye, bye bye các bạn của chú nha. Hết pin rồi. Tất cả các bạn của chú nha. Ừ, hết pin nha. Bye bye nha.